Xin chào anh Phạm Ngọc Duy và xin chào các bạn. Video này em test hàng cho anh Phạm Ngọc Duy ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh đặt hàng bên em là một mạch khuếch đại công suất class D 2.1 200W. Và đầu tiên chúng ta sẽ test hàng cho anh cái kênh bên trái, sau đó chúng ta sẽ test lần lượt hai kênh còn lại. Rồi bây giờ chúng ta cho nhạc chạy nhé. Tăng hết hai cái âm lượng bên đây này. Rồi. Như vậy là kênh bên trái hoạt động bình thường. Chúng ta sẽ chuyển sang kênh bên phải nhé. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang kênh loa siêu trầm. Kênh loa siêu trầm này nếu như anh có loa ngoài, có tai nghe thì anh cắm điện thoại vào anh mới nghe được. Còn loa điện thoại của chúng ta không nghe được đâu nhé. Ok, như vậy là tất cả chức năng của mạch ngày hôm nay test hàng cho anh đều hoạt động bình thường. Bây giờ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để gửi hàng cho anh nhé. Bạn nào có nhu cầu mua hàng, các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.com để đặt hàng. Hoặc các bạn có thể nhắn tin qua Zalo, qua số điện thoại như trên tiêu đề video. Rất cảm ơn anh Phạm Ngọc Duy đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.